Xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn dùng điện thoại iPhone mà các bạn dùng tài khoản iCloud. Ví dụ như một tài khoản iCloud các bạn dùng khoảng 2-3 chiếc điện thoại mà các bạn muốn đăng xuất một chiếc điện thoại nào đó mà các bạn chưa biết cách đăng xuất, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng xuất tài khoản iCloud khi các bạn dùng chung ở trên các dòng máy khác cho điện thoại iPhone nhé. Nếu mà các bạn muốn đăng xuất cái tài khoản iCloud của các bạn trên các cái thiết bị khác ấy, thì các bạn thao tác cho mình các bước đơn giản như sau. Thì đầu tiên các bạn vào cho mình mục cài đặt của máy này. Sau đó thì các bạn sẽ nhìn trên cái phần đầu tiên có cái phần là tên iCloud Apple. Đấy, cũng là phương tiện. Thì các bạn sẽ click vào cái phần này nhé. Sau đó thì các bạn sẽ kéo xuống phần cuối cùng này. Thì ở trong những cái phần cuối cùng này có danh sách những cái thiết bị cũng như là cái tên máy mà các bạn đang dùng cái tài khoản iCloud của các bạn. Thì các bạn muốn đăng xuất máy nào, hoặc là các bạn muốn gỡ bỏ, xóa cái tài khoản nào đi, các bạn không muốn dùng tài khoản ở trên cái thiết bị máy đó nữa, thì các bạn sẽ chọn vào. Ví dụ như mình sẽ chọn cái máy ở phần cuối cùng này nhá. Đây này, cái chiếc iPhone SE này. Thì bây giờ các bạn chỉ việc chọn click vào cái máy đó, này các bạn sẽ chọn vào. Và khi các bạn chọn vào thì đây sẽ là thông tin của cái thiết bị của các bạn nhé. Thì để mà gỡ bỏ tài khoản thì các bạn sẽ nhìn xuống cái phần cuối cùng này. Các bạn sẽ nhìn thấy cái phần là gỡ bỏ tài khoản đây này, khỏi tài khoản đó. Thì bây giờ các bạn sẽ click vào. Đấy, bạn có muốn gỡ bỏ đấy cái tài khoản này. Đấy, sau khi gỡ bỏ này, bạn sẽ không thể dùng iPhone này để phê duyệt thiết bị mới hoặc là sử dụng iCloud trên các dịch vụ Apple. Nói chung là các bạn sẽ không dùng cái tài khoản này trên cái điện thoại đó nữa. Thì các bạn sẽ chọn cho mình là gỡ bỏ nhé. Đấy, các bạn sẽ click vào cho mình cái phần là gỡ bỏ. Đấy, các bạn chọn vào gỡ bỏ này. Rồi, và các bạn sẽ đợi một chút. Đấy, thì ngay lập tức cái thông tin cũng như là cái tài khoản iCloud sẽ được gỡ bỏ khỏi cái thiết bị đó. Ok, rồi, liên hệ nhà mạng để kết quả tổng thể. Đấy, ok nè, vậy là đã gỡ bỏ thành công nhé. Đây, vậy là ở trên cái phần tài khoản ID Apple này, tài khoản iCloud của mình ấy, thì nó chỉ còn có hai thiết bị thôi. Đấy, thì một cái thiết bị đã được mình gỡ rồi. Và tương tự đối với những cái thiết bị khác ấy, thì các bạn cũng thực hiện tương tự như vậy nhé. Nếu mà các bạn muốn đổi máy mới, hoặc là các bạn muốn không dùng cái tài khoản iCloud đó ở trên cái máy đó nữa, các bạn có tài khoản iCloud mới rồi, thì các bạn có thể thao tác giống như mình nhé. Rồi, đấy, thì hy vọng các bước vừa rồi sẽ giúp cho các bạn rất nhiều khi các bạn sử dụng điện thoại iPhone nhé. Với các bước đơn giản như thế thì mình cũng vừa hướng dẫn cho các bạn cách các bạn có thể đăng xuất cái tài khoản iCloud ở trên các cái thiết bị khác khi các bạn dùng chung tài khoản iCloud đó, để các bạn ví dụ như thay máy mới, hoặc là các bạn không muốn dùng máy đó nữa. Rồi, hy vọng với các bước vừa rồi thì mình cũng vừa hướng dẫn xong, và hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn. Nếu các bạn thấy video hay, nhớ để ủng hộ mình một nút like. Và bạn nào lần đầu tiên xem kênh của mình, vẫn như thường lệ, các bạn nhớ chuông thông báo cũng như là đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video gần nhất của mình.